Đây là một cô gái xinh đẹp và lẳng lơ, trong tư thế ẻo lả quyến rũ, để gây sự chú ý. Khi người đàn ông kia tắm rửa cô vào rình mò, cô ấy ngó về phía phòng tắm cố tình khiêu gợi. Khi anh ta tắm xong và bước ra ngoài, cô nàng lại làm điều khác điên rồ hơn. Thực ra khi anh không đẹp trai đến mức vạn người mê, tính khí u sầu và luôn nghiêm túc, nhưng được sự săn đón của các em tuổi teen, lần này anh ấy đổi nhà do chuyển công tác. Con gái của chủ nhà là một cô gái quyến rũ lẳng lơ, xém chút nữa tông vào xe của anh. Khi chạm mặt trên đường, cô ấy ấn tượng với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy là cô đi theo lén lút nhìn vào căn phòng ông chú. Trong khi anh đang rửa xe, cô bé dựa vào ô tô giả làm người lớn, nhưng anh đã có người yêu rồi, đó là đồng nghiệp công ty của anh ấy, có điều cô bé không biết. Adrian lợi dụng màn đêm buông xuống đến văn phòng của anh trong bộ váy ngủ màu trắng. Cô ấy rất quan tâm đến mọi thứ quanh Nick, thế là cô đến trực tiếp là lơi buông lời mật ngọt. Còn hỏi anh có cần sự thoải mái về dục vọng và tinh thần không, nhưng Nick chuyển chủ đề một cách tinh tế. Adrian nhặt được điếu xì gà đang hút ở của anh, liền đặt nó vào miệng đầy ẩn ý, làm ra vẻ mình đang thèm ăn khoai nướng rồi rít một hơi, có điều Nick vẫn không hiểu ý đồ của nhỏ. Ngày hôm sau khi anh đang tắm, Adrian tự tiện như ruồi vào phòng Nick mà không gõ cửa, thoải mái ngồi ghế xoay tròn ngắm tấm ảnh của anh hồi bé. Khi anh tắm xong, cô bé mới nhú nhanh chân bước tới, vẫn dáng vẻ là lơi mời anh sơi. Adrian không thể rời mắt khỏi thân hình săn chắc của Nick, tuy nhiên anh đã đóng cửa và giữ đúng chuẩn mực của một người chú lương thiện. Adrian nhớ lại khi nhìn thấy củ khoai vừa nãy mà có cảm giác phấn khích vô cùng. Khi biết Nick chuẩn bị đi chơi, cô liền ngăn cản, giọng nũng nịu nhờ anh đến dự sinh nhật mình, vốn tốt tính thật thà không nghĩ nhiều tới âm mưu của con trẻ. Nick đã miễn cưỡng đồng ý, buổi tối có rất nhiều người đến bữa tiệc, bản thân Nick cũng xuất hiện với bộ quần áo chỉnh chu. Nick vội vàng bước lên cầu thang như thể sợ mình muộn giờ, ở đây anh đã gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều người trong giới nhà giàu. Khi Nick thấy Adrian chơi piano thì bị thu hút ngay lập tức, anh hướng mắt về phía cô bé nhìn hoài không chớp. Hôm nay Nick thấy cô bé thật sự quyến rũ khác với mọi khi, anh không tin rằng Adrian lại chơi đàn hay đến vậy. Bài biểu diễn kết thúc, Nick hoan hỉ vỗ tay tán thưởng, bản thân Adrian cũng tinh ý nhận ra mình đã thu hút được Nick, cô đến bên anh tiết lộ, đây là bản nhạc mình đã lấy của anh lúc vào phòng. Khi nghe điều này, khuôn mặt của Nick ngay lập tức thay đổi, ánh mắt đăm chiêu, anh không nói thêm lời nào nữa. Thì ra đó là bản sao mà Nick đã bị ông sếp từ chối, giờ Nick mới vỡ lẽ tại sao mình dồn nhiều tâm huyết vậy mà ông ấy vẫn cá chê, hóa ra nó đã bị cô nàng mới nhú này chỉnh sửa. Sau cùng Nick buông vài câu chỉ trích, Adrian ngay lập tức xin lỗi và mong được lau bộ ấm chén cho anh giải hòa. Trước những lời lẽ lém lỉnh của cô nàng, Nick đã mỉm cười, chuyện đến nước này anh cứ thử một lần ăn bưởi non xem có đắng như lời đồn. Hai người đến ngọn hải đang không người ở, Adrian bắt đầu chút bầu tâm sự, cô nói rằng bố mẹ cô không hề quan tâm đến mình. Nick đưa tay ra để an ủi Adrian, nào ngờ cô chủ động tấn công, muốn vồ lấy anh mà ăn tươi nuốt sống. Điều này đến quá nhanh, dù rất muốn đóng gạch với Adrian nhưng lý trí ngăn Nick lại, anh ngay lập tức chạy về nhà lao đến tủ lạnh và uống rượu đá, điều này giúp anh ấy giảm căng thẳng sau chuyện vừa rồi. Trong lúc Nick đang làm việc, Adrian ở dưới nhà bắt đầu ăn mặc hớ hênh hơn, những bộ đồ lòi cả vếu. Cô ấy thậm chí còn cởi hết đồ khoe cơ thể trước tủ quần áo, Nick lén nhìn mà chảy cả nước miếng. Adrian cố tình tạo tiếng động để nhận được chú ý từ Nick, anh không thể cưỡng lại suất hút từ thân thể ấy, đồng thời cảm nhận được con hàu này đến lúc thèm được lên đĩa. Trong khi những người khác đang làm việc, Adrian lại cố tình nằm phơi háng ở tầng dưới. Hình ảnh đó khiến Nick không sao có thể tập trung. Adrian vẫn tiếp tục lên phòng Nick, anh không thể chịu đựng khi bị khiêu gợi mỗi ngày, nên cố tình đưa bạn gái về đi dã ngoại. Nào ngờ Adrian đã nhìn thấy tất cả, toàn thân cô ấy run rẩy vì tức giận. Lúc Nick vừa tách khỏi bạn gái thì Amy đã nhìn thấy một tổ ong khổng lồ trên cây, cô ấy sợ hãi bỏ đi. Đột nhiên Adrian xuất hiện cảnh báo Amy hãy cẩn thận, giọng điệu đe dọa của con bé mới nhú khiến Amy cảm thấy khó chịu. Amy không hề biết Adrian, bởi vậy cô không thể hiểu sao nó xen vào chuyện của mình. Tới khi về phòng, Amy tiết lộ cho Nick biết sự bất thường của Adrian, vậy nhưng Nick tỏ vẻ không quan tâm, trấn an bạn gái Adrian chỉ là một đứa trẻ thích bày trò nghịch ngợm. Nick nói cho Amy biết Adrian là con gái chủ nhà, đồng thời trấn an cô ấy đừng lo lắng tránh ra mặt xấu. Ngày hôm sau Nick nhận được cuộc gọi từ Adrian, cô bé bảo muốn gặp Nick nhiều hơn nữa, điều này khiến anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nick muốn gặp Adrian để làm cho ra ngô ra khoai, nhưng khi Nick tới gõ cửa thì không có ai trả lời. Anh cứ thế mạn phép lên lầu tìm kiếm, ghé mắt qua khe cửa thì thấy Adrian đang thay đồ đi tắm. Tuy là một người đàn ông đứng đắn nhưng Nick cũng đứng đái, vậy nên anh đã trốn trong tủ quần áo, mong chờ được thấy cơ thể bốc lửa của Adrian. Nick đâu biết rằng Adrian đã tính cả rồi, cô nàng uốn éo tạo dáng các kiểu, sau đó nở nụ cười nham hiểm đi vào phòng tắm. Nhận thấy mình bị phát hiện, Nick nhanh chóng rời đi, tình cờ lại va phải bố Adrian ngoài cổng chính. Clip thấy dáng vẻ đáng nghi của Nick liền buông lời cảnh báo, anh vụng về giải thích và vội vã cáo từ. Ngày hôm sau Nick gặp Adrian sau vườn, anh phải nói rõ ràng chứ không thể để tình trạng này tiếp tục tái diễn. Tuy nhiên Adrian bất ngờ ăn vạ, cho rằng Nick đã nhìn thấy hết hàng họ của mình thì phải chịu trách nhiệm, ít nhất cũng phải cho cô ấy mượn cái gậy thông lò một đêm. Nick rất tức giận khi nghe những lời nói thẳng thắn này, đồng thời giải thích mình nhìn Adrian tắm là do tình cờ mà thôi. Hôm sau Nick định đưa bạn gái đi chơi, nào ngờ chiếc xe của anh đã bị Adrian làm cho chảy xước.
Bất đắc dĩ Nick phải tìm gặp cha mẹ Adrian, nhưng hai người đó lại ra sức bảo vệ con gái. Cho rằng Nick đang nghi quá rồi ăn nói lông côm, nó ở nhà rất ngoan không thể nào lại phá xe người khác, Nick nghe xong cạn lời bất lực. Trong lúc anh ấy đang sửa xe thì có một cô gái lạ đi qua, cô bé muốn nói cho Nick nghe điều gì đó liên quan tới Adrian, hai người hẹn gặp nhau lúc 7 giờ. Nào ngờ Adrian đã thấy được và lên kế hoạch chống phá, cô sửa soạn cái yên ngựa rồi phi trên một cánh đồng. Bên kia Nick đợi cô gái lạ 2 tiếng mà không thấy thì mất kiên nhẫn, anh định ra về thì bất ngờ Adrian xuất hiện. Cô bé muốn biết lý do Nick từ chối tình cảm của mình, anh chả đành trả lời không muốn đi tù cho qua chuyện. Ai có ngờ Adrian vẫn cố chấp, cô nàng bảo với Amy mình từng hôn Nick, tuy nhiên Amy chẳng để ý tới lời nói của đứa nít danh. Thua keo này Adrian lại bày keo khác, đầu ủ mưu quyết phải chén được người đàn ông kia. Không thể để tình hình cứ mãi tình hình như thế, Nick đã quyết định chuẩn nhà tránh xa cám dỗ. Khi dọn đồ anh tình cờ phát hiện căn hầm dưới tấm thảm, Nick tò mò bò xuống xem thì cảnh tượng ối rồi ôi hiện ra trước mắt, Adrian đã kỳ công chuẩn bị mọi thứ. Căn phòng tối được thắp sáng bằng ánh nến lung linh, hương thơm tỏa ra ngào ngạt vô cùng quyến rũ, bức ảnh của Nick được đặt giữa trung tâm. Mặc dù vậy Nick vẫn cảm thấy như đang trong lễ tế vong, anh vội vàng lên trên và dùng đinh đóng ván phong tỏa căn hầm. Adrian tiếp tục gọi điện tới nhưng Nick không nghe, cô nàng trở lên bấn loạn, giận dữ ném điện thoại xuống đất vò đầu bứt tóc. Nick gọi thợ khóa đến thay ổ mới, anh đảm bảo Adrian sẽ không rời trò một tuần trước khi mình chuyển đi. Amy đến báo tin mình vừa tìm được công việc mới, cả hai đã rất vui mừng khi tính tới chuyện kết hôn. Lúc Amy ngủ say Adrian bất ngờ xuất hiện ở đầu giường, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa ghen tuông, lúc Nick choàng tỉnh thì Adrian không còn ở đó và Amy cũng đã rời đi. Ngày hôm sau Adrian lại chặn đường Amy cà khịa, cô nàng hỏi thẳng hôm qua đóng gạch sướng không. Amy cạn lời lắc đầu vào xe, cô thật sự không muốn quan tâm tới đứa trẻ phiền nhiễu này. Thế nhưng Adrian không chịu buông tha, cô bé lén bám theo Amy, ngay sau khi cô ấy vào phòng chụp ảnh thì Adrian khóa trái cửa, sau đó bắt một tổ ong cho chúng bay vào qua khe hở. Amy bị đốt thì giật mình nhìn ngó xung quanh, cô hoảng hốt khi thấy Adrian ở bên ngoài đang không ngừng đập vào tổ ong. Amy đau đớn chạy ra cửa nhưng nó đã bị khóa, trong tình thế cấp bách cô phải đập vỡ kính thoát thân, tuy nhiên do bị đốt quá nhiều cô đã bất tỉnh. Adrian vẫn tiếp tục những trò điên khùng của mình, cô trực tiếp hôn Nick trước mặt rất nhiều người. Anh tức giận chỉ trích Adrian là đứa lẳng lơ, ai có ngờ bị cô bé tát cho cái lệch mặt, sau đó Adrian đặt điều vu khống Nick làm mình mang thai. Nick không chịu nổi nữa kéo Adrian ra ngoài, cảnh cáo cô tránh xa mình và bạn gái ra. Ngay hôm đó Nick đi tìm nhà trọ mới, tuy nhiên ai cũng từ chối cho anh thuê dù còn phòng. Thì ra Adrian đã đi rêu rao khắp nơi rằng Nick buôn lậu, sau đó hành hung mình khi bị phát hiện. Dù thông tin chưa chính xác, cảnh sát vẫn còng tay Nick về đồn. Adrian tự làm mình bị thương rồi trả lời phỏng vấn báo chí, bỗng chốc cuộc sống của Nick đảo lộn, anh trở thành cặn bã của xã hội trong mắt những người xung quanh. Tất nhiên phía cảnh sát không có bằng chứng nên phải trả tự do cho Nick, nửa đêm anh đóng gói đồ đạc chuyển đi, cô bạn thân của Adrian bất ngờ đến gặp, cảnh báo Nick phải hết sức cẩn thận. Trước đây Adrian thích một người và anh ấy đã chết không rõ nguyên do, cô ấy nghi ngờ Adrian có liên quan, bởi vậy mách nước cho Nick tìm cuốn nhật ký của Adrian để minh oan cho mình. Thật giả lẫn lộn khiến Nick hoang mang, anh không biết cô gái này có nằm trong âm mưu của Adrian. Ngay sau đó Nick nghe tiếng hét của Adrian, anh chạy vào xem xét thì thấy cô bé đã hoàn toàn điên loạn. Adrian cho rằng Nick chén bạn mình lên cầm thanh sắt phang túi bụi, Nick trong lúc chống đỡ không may rơi xuống lầu, may mắn thay các cụ gánh nên tai qua nạn khỏi. Vậy nhưng Adrian còn nhắm tới cả Amy, cô bé to gan đã bắt cô ấy trói trên vòng đu quay. Nick lần theo manh mối cứu người yêu mà không hay bản thân bị phục kích, Adrian bất thình lình lao ra tấn công một cách điên cuồng. Đúng lúc ấy cha của Adrian đến nơi, cho rằng Nick làm điều xấu với con gái nên bóp cổ khiến anh không thể giải thích. Bất ngờ Adrian đánh ngất cha mình, cô nàng điên loạn muốn tự tay xử lý Nick. Tuy nhiên Nick sau khi thoát khỏi khống chế đã đấm Adrian bất tỉnh. Mọi chuyện sáng tỏ 3 năm rõ 10, Adrian và bạn gái chuyển tới nơi khác sinh sống, cảnh sát công khai xin lỗi anh và tống cổ Adrian vào nhà thương điên. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim, nếu là anh em thì ngay từ đầu chó chén Adrian hay là không, comment thật lòng dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha.